Làm thế nào để thực hành luật hấp dẫn có hiệu quả? Luật hấp dẫn là một quy luật có khả năng giúp bạn đạt được nhanh chóng điều tốt đẹp mà mình khao khát. Một trong các mong muốn của mỗi người và thường xuyên ước vọng nhiều nhất chính là tiền bạc. Luật hấp dẫn có thể hỗ trợ bạn trong việc kiếm tiền dễ dàng hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng luật hấp dẫn hiệu quả để có tiền thì khá ít người biết cách vận hành hoặc chưa rõ ràng về cách thức thực hành. Có vô vàn sự hướng dẫn sử dụng luật hấp dẫn, nhưng cách hướng dẫn được đưa ra thường bị trùng lặp hoặc chưa rõ ràng. Điều quan trọng nhất là các hướng dẫn chưa thống nhất được một công thức chung để người học có thể chủ động hơn trong việc sử dụng luật hấp dẫn có hiệu quả và lâu dài hơn. Tôi đã từng là người tìm kiếm kiến thức luật hấp dẫn và trải nghiệm luật hấp dẫn. Sau nhiều năm ứng dụng và có kết quả, tôi đúc kết thành một quy trình sử dụng luật hấp dẫn, đơn giản và rõ ràng, để khi ai nhìn vào cũng có thể thấu hiểu là mình biết phải làm gì và làm như thế nào. Để cải thiện dòng chảy tiền bạc của mình trở nên tích cực hơn. Quyển sách Luật hấp dẫn thu hút tiền bạc do tôi viết là một sản phẩm của những trải nghiệm thực tế từ tôi. Quyển sách được tôi viết một cách đơn giản nhất để cho bất cứ ai khi đọc vào đều hiểu luật hấp dẫn một cách nhanh nhất. Điều hay nhất của quyển sách chính là quy trình thực hành trong một ngày. Các bạn phải biết cách thực hành như thế nào để có thêm tiền bạc, chứ không đơn thuần chỉ là biết và để đó. Giải pháp luôn là điều mà Văn Tị chú trọng nhất. Trong quá trình chia sẻ luật hấp dẫn của mình, bạn thực sự quan tâm đến luật hấp dẫn và muốn khám phá quy trình thực hành luật hấp dẫn thu hút tiền bạc thì hãy liên hệ tôi đặt sách bạn nhé. Tôi luôn hỗ trợ vấn đáp mọi thắc mắc của bạn trong quá trình sử dụng sách. Trân trọng.